Trong đêm vinh danh nhà sáng tạo tài năng diễn ra vào tối 27 tháng 12 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, TikTok, nền tảng video ngắn, đã công bố Sơ Y Tiết và Tường Vi đã vượt qua hàng nghìn nhà sáng tạo khác để trở thành nhân vật truyền cảm hứng của năm. Sau khi công bố kết quả này, nhiều người trong hội trường đã tỏ ra vô cùng xúc động và vỗ tay ủng hộ trước những hình ảnh của hai bạn trẻ. Hỏi một tí nha, khóc rồi. Khi được MC Trấn Thành trao chiếc cúp giải thưởng này, anh chàng chăn bò quê Bình Định đã lặng người và rơi nước mắt ngay trên sân khấu. Thì đó là một niềm vinh dự. Thì thông qua những thước phim đó thì mình cũng muốn truyền tải đến cộng đồng, đặc biệt là tất cả những bạn trẻ, các bạn cứ thích gì hãy cứ làm và đam mê, theo đuổi đam mê bằng con đường sở thích của mình. Y Tiết từng bị trầm cảm khi có tuổi thơ sống trong cô nhi viện, từng hai lần thập tử nhất sinh vì căn bệnh viêm phổi. Sau khi tỉnh dậy từ phòng bệnh, Sơ Y Tiết trân trọng từng phút giây được sống, anh cười mỗi ngày và chia sẻ điều đó nhiều hơn với mọi người. Từ khi được mọi người biết đến thì cuộc sống mình có đôi chút thay đổi, thì mình cũng được một số hãng quảng cáo cũng có mời mình quảng cáo, rồi mình cũng có thể từ những việc đi bài hát số mình đi hát sinh nhật cho người ta thì cũng ổn hơn lúc trước. Trong những tương lai tới thì mình sẽ luôn luôn cố gắng để tạo những niềm vui qua những thước phim vui vẻ, tích cực đến cho cộng đồng. Tường Vi có gần nửa triệu người theo dõi trên TikTok, đa phần là các bạn trẻ. Rất nhiều người cảm thấy sức mạnh phi thường ở cô gái nhỏ bé này. Mình như vậy, nhưng mà mình vẫn có thể cố gắng và làm được mọi thứ. Thì những cái bạn khác mà đang có giống như là buồn hay là những cái ý chí như tiêu cực đó, thì cũng sẽ vươn lên được như mình. Khi bắt đầu làm clip, cô gái trẻ vô tình tìm được niềm vui từ chính sự động viên, tình yêu thương của những người theo dõi. Cũng chính nhờ đó mà Tường Vi có thêm cơ hội để truyền năng lượng lạc quan đến người khác bằng câu chuyện của mình. Vi chỉ muốn gửi tới mọi người là, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh giống Vi, là không nên rụt rè, không nên gọi là sợ, đừng bao giờ đặt chữ sợ lên hàng đầu. Vì khi mà mình đặt chữ sợ lên hàng đầu thì mình sẽ không bao giờ làm được gì hết. Mình hãy tiến tới cái mục đích mà mình muốn để mình đạt được thành công hơn. 2020 là một năm đầy biến động và khó khăn với nhiều người vì đại dịch Covid-19. Giữa bộn bề vất vả, nụ cười và sự lạc quan của anh chăn bò Sơ Y Tiết hay nghị lực tuyệt vời của cô gái khuyết tật Tường Vi đã giúp nhiều người tìm lại cân bằng và những niềm hạnh phúc đơn giản xung quanh cuộc sống. Ngoài ra, trong đêm TikTok Awards Việt Nam 2020, nền tảng video ngắn này cũng trao tặng 15 chiếc cúp vinh danh các nhà sáng tạo, các nội dung, trào lưu, chiến dịch nổi bật, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng.